Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thì như mọi người cũng đã biết, vào tối qua, khi CEO ghé thăm Trống Đồng, có lẽ là rất nhiều người sẽ nghĩ rằng cô CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ không đến buổi biểu diễn tiếp theo sau khi Đàm Vĩnh Biệt đã gặp sự cố ở phòng trà Đồng Dao. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã đến và giữ đúng như lời hẹn. Thực ra thì có rất là nhiều người thắc mắc, có nhiều anh chị và các bạn không biết nguyên nhân tại sao CEO Nguyễn Phương Hằng không vào. Ở đây chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề, đó là bản thân của cô Hằng khi mà muốn đối mặt với Đàm Vĩnh Biệt rất nhiều lần. Nhưng bản thân ca sĩ Đàm Tướng Cướp này và vùng ca sĩ vùng đất xéo, vùng đất cấm lại không muốn tiếp xúc với CEO Nguyễn Phương Hằng. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Điều này cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là Mr. Đàm không dám đối mặt với cô Nguyễn Phương Hằng. Không phải bởi vì cô Hằng khi đối mặt với Mr. Đàm sẽ nói những cái điều gì cả, mà ở đây có lẽ là vì những lý do mà anh ta cảm thấy khó diễn đạt. Và nhưng thực tế thì chúng ta cũng đã thấy CEO Nguyễn Phương Hằng không bao giờ ngần ngại gì mà không đến. Và còn với quan điểm của chúng tôi thì cô Hằng cũng chẳng cần phải tiếp xúc đối chất với những thành phần dễ rách nào đó tấn công cô ấy khi mà cô ấy không muốn. Và chúng ta cũng đã biết rõ ràng là rằng trong cái drama này, bản thân của ca sĩ Mr. Đàm này, nghệ sĩ Hồng Mây rồi Trịnh Kim Chi Củ Cải rồi một số người khác cũng đã là lập lên nhóm Zalo hay là nhóm chat riêng của mình để rồi sau đó nói xấu sau lưng tấn công người khác. Và sau lưng mà cụ thể ở đây là đã từng nói xấu cô Nguyễn Phương Hằng và sau đó khi bị phát hiện thì đã muối mặt ê chề và lên minh là lên thanh minh thanh Nga giải thích, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng nhận được sự thông cảm của ai cả. Họ lại nhận được ánh nhìn khinh thường, coi thường của rất nhiều người, của đại bộ phận khán giả của công chúng. Qua đó chúng ta có thể thấy cái hình tượng của những con người này, rất nhiều cô chú anh chị và khán giả cũng đã nói là mặt mũi nào mà đi hát và mặt mũi nào mà tiếp xúc với cái thái độ của khán giả rất là coi thường đối với những người như Mr. Đàm hay là Trịnh Kim Chi hay là Hồng Mây. Khi mà cô chú anh chị em xem được những hình ảnh này thì tối hôm qua bản thân cô CEO Nguyễn Phương Hằng không vào, ở đây có nghĩa là thể hiện sự coi thường đối với anh ta thôi. Chứ thực tế thì phải nói thẳng cho những con lươn hay là những kẻ mà cứ nghĩ rằng mình sẽ là một trung tâm của vũ trụ của cộng đồng, hay là chúng ta nói một cách xa hoa là trung tâm của vũ trụ, sự ảo tưởng sức mạnh khi mà họ nghĩ rằng bản thân mình là những người như vậy, thì có lẽ họ đã quá sai lầm. Sự khinh thường của khán giả và nó được thể hiện rất rõ vào sức mạnh của cộng đồng ở đây, không phải là cái mà chúng ta mang ra đùa giỡn. Khi Đàm Vĩnh Biệt đùa giỡn với những vấn đề này thì bản thân anh ta đã nhận được cái sự coi thường của khán giả rất là nhiều, và tôi không mong muốn những điều đó mà nó không xảy ra nó, và nó là không hay xảy đến. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy rất là rõ khi bản thân cô CEO Nguyễn Phương Hằng, cô ấy là một người dám nói, dám làm và dám đối mặt vào phòng trà Trống Đồng hay là Đồng Dao hay là bất kể phòng trà nào. Khi mà Đàm Vĩnh Biệt biểu diễn thì cô ấy sẵn sàng tố chất và có mặt ngay. Nhưng thực tế thì câu chuyện ở đây cho chúng ta thấy một điều, đó là bản lĩnh của con người, tư cách đạo đức sống, lối sống, nó sẽ được thể hiện. Ở đây CEO Nguyễn Phương Hằng bất đắc dĩ trở thành một người của cộng đồng, chứ bản thân cô Nguyễn Phương Hằng, cô ấy cũng chẳng muốn đối đầu với ai hay là tự làm khó bản thân mình. Cô ấy biết rất nhiều điều bất lợi cho mình, nhưng vì lợi ích của người nghèo, lợi ích của cộng đồng, của công chúng và những điều mà nó được gọi là sự thật khách quan mà rất nhiều người không ai dám nói lên, rất nhiều góc khuất mà không ai dám đi phơi bày ra, nhưng bản thân chị ấy, cô ấy đã dám nói, dám làm. Mà sự thật chúng ta thấy là khi đó thì Thùy Linh nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải nhìn nhận một cách rất là thẳng thắn. Khi cô CEO Nguyễn Phương Hằng đến đây thì bản thân mình có cảm nhận được một điều rằng bản thân cô ấy hay là tất cả những người biết về những câu chuyện đều là những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm của cuộc đời, cuộc sống. Và khi cô Hằng đến thì cũng có rất nhiều khán giả ở đây nhìn theo chiếc xe và dõi theo chiếc xe của cô ấy. Tuy nhiên, một điều mà Thùy Linh muốn nói với tất cả, với một số anh chị và các bạn, đó là chúng ta làm bất kể điều gì thì chúng ta vẫn luôn thượng tôn pháp luật là đầu tiên. Đối với Đàm Vĩnh Biệt, khi anh ta đưa ra những lời nói, những lời phát biểu rất là hùng hồn và mang tính trần đe dành cho rất nhiều người,
thì Thùy Linh nghĩ rằng là anh ta đang hù dọa được những con chuột ở thời gian trước, thì anh ta phát biểu rất là mạnh mẽ liên quan đến câu chuyện của các khán giả, những người sẽ tấn công anh ta và bình luận cái này cái khác. Anh ta sẽ thanh lọc xóa hết những comment tiêu cực, comment không đàng hoàng tấn công về anh ta. Thế nhưng mà thực tế thì những cái việc mình làm như vậy, những cái việc mà xóa comment như vậy thì chẳng giải quyết được cái gì. Còn cái thời điểm cô CEO Nguyễn Phương Hằng đến Trống Đồng thì cũng có rất nhiều đồng chí công an làm việc tại đây, làm nhiệm vụ canh gác hay là giữ gìn an ninh trật tự cũng đã có mặt để tránh tình trạng xảy ra như phòng trà Đồng Dao. Và đối với Thùy Linh thì sự việc này nó cũng là một sự việc rất là bình thường, cũng chẳng ai gây náo loạn hay là hỗn độn như khi ở phòng trà Đồng Dao, mà chủ yếu là những con lươn. Chúng ta có thể thấy được cái đội ngũ an ninh được triển khai khá là lớn, nhưng dưới góc độ của những khán giả, của những người làm về truyền thông thì chúng tôi phải nói thật là khi chúng tôi đến đấy thì chúng tôi cũng có cảm nhận một điều rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng đã đúng. Tại sao các nghệ sĩ trong cái drama này lại bị coi thường? Bản thân họ là những người biết rõ hơn ai hết, từ những câu chuyện rất là đơn giản nhưng lại để nó đi một cách rất là xa, để nó đi theo một câu chuyện, theo một chiều hướng, dẫn dắt khán giả của họ. Họ dẫn dắt để rồi ai đó hay là một bộ phận khán giả chưa hiểu phải tin vào họ. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng phải nói thẳng ra rằng là sẽ không bao giờ sự thật có thể bị che lấp đi nếu như chúng ta dám đứng lên nói, dám đứng lên phơi bày cái xấu. Điều mà tôi muốn nói ở đây trong video này đó là những gì mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng nói. Cô Hằng sẽ làm những con lươn mà bảo rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng không dám đến nhà hàng Trống Đồng, thì tôi nghĩ đó là đã coi thường quá mức rồi, và cũng chẳng ai lại đếm xỉa đến những cái thành phần đó đâu. Đối với Đàm Vĩnh Hưng thì CEO Nguyễn Phương Hằng luôn dành cho một sự coi thường nhất định. Còn việc anh ta có động thái nào, kiện hay là kêu ca hay là nói gì khi CEO Nguyễn Phương Hằng đến Trống Đồng hay là đến Đồng Dao thì anh ta cũng chẳng làm được gì cả, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, và cũng chẳng ai giải quyết cho anh ta về vấn đề đó. Bởi vì bản thân cô Nguyễn Phương Hằng không gây nên bất kỳ điều tiếng nào trong Đồng Dao hay là Trống Đồng. Khi làm được video này thì Hồng Biến TV cũng nhận được khá nhiều là comment hay là tin nhắn từ cô chú anh chị em và khán giả nói rằng Đàm Vĩnh Biệt sẽ kiện CEO Nguyễn Phương Hằng vì đã gây thiệt hại cho anh ta ở Trống Đồng hay là Đồng Dao. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận rõ một điều là bản thân cô CEO Nguyễn Phương Hằng chưa từng làm điều gì gây thiệt hại ở Đồng Dao và Trống Đồng, và coi thường kẻ thù hay là coi thường đối thủ của mình nhất đó chính là cách đã đến ủng hộ cho họ và cười những tiếng cười giòn giã và mỉa mai dành cho những thành phần liên quan đến việc ăn cắp ăn trộm hay là những khuất tất gì đó thì chúng ta luôn ủng hộ. Thùy Linh phải nói rằng kẻ ăn cắp những thành phần ăn cắp ăn trộm, hay nói đúng hơn là người mang danh ca nghệ sĩ nhưng không thể hiện được cái tinh thần vì cộng đồng, hay là lợi dụng câu chuyện vì cộng đồng để lợi dụng, hay là chỉ nhắm đến lợi ích cho mình. Điều đó cũng cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng trong drama này. Đối với CEO Nguyễn Phương Hằng, chị ấy luôn nhắn nhủ đến các nghệ sĩ này muốn làm gì, muốn kiện như thế nào thì cứ kiện đi, thì cô ấy sẵn sàng gặp và đối chất. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta thấy một số những thành phần cũng chẳng dám gặp cô Hằng. Nhưng Thùy Linh cũng phải nói một điều là cô Hằng cũng chẳng cần gặp những cái thành phần rẽ rách bô loa và chúng ta hay gọi là ăn cắp vừa la làng. Thùy Linh phải nhấn mạnh lại một lần nữa với những cái điều mà chúng ta nghe được rằng là Đàm Vĩnh Biệt sẽ kiện CEO Nguyễn Phương Hằng hay là làm gì đó thì Thùy Linh thấy rất là rõ không thể được. Và một điều nữa, chúng ta thấy sự việc ở phòng trà Đồng Dao là những động thái của anh ta, là lực lượng an ninh đã được bố trí rất chặt chẽ, và chúng ta đã nhìn thấy những cái vấn đề liên quan về an ninh của Đồng Dao, đánh khán giả hay là xô xát gì đó mà mọi người đang nói là rùm beng trên các trang mạng xã hội, thì an ninh đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là rất có cơ sở từ cái mồm của anh ta đã nói ra, đó là anh ta đã bố trí lực lượng an ninh. Vậy lực lượng an ninh ở đây là làm cái gì? Lại tấn công khán giả hay là để bảo vệ Đồng Dao hay là để bảo vệ Đàm Vĩnh Biệt? Chúng ta cũng đã thấy không phải là do chúng ta nói ra mà do chính từ cái miệng anh ta nói như vậy là chúng ta đã thấy cái con người nó như thế nào rồi. Còn đối với sự việc CEO Nguyễn Phương Hằng thì Thùy Linh rất là hoan nghênh, và chúng ta sẽ gặp nhau và cùng đồng hành xem cô CEO Nguyễn Phương Hằng lên Đà Lạt, và cô Hằng sẽ tiếp tục mua vé ủng hộ cho Đàm Vĩnh Biệt tại Đà Lạt, khiến cho ông Mr. Đàm phải khóc thét. Hôm nay chúng ta cùng đón nhận thêm một thông tin mới hot nữa, đó là CEO Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục ủng hộ cho đêm diễn của ca sĩ Đàm Tướng Cướp tối nay, cụ thể tại Đà Lạt. Và trên trang cá nhân bà đã viết: "Chúc cho quý vị một ngày mới bình an. Tôi chuẩn bị chiều nay đi Đà Lạt tiếp tục ủng hộ cho anh Đàm nhé." Quý vị, như vậy là sau màn chào ấn tượng tại phòng trà Đồng Dao,
nữ CEO lại tiếp tục phóng lên Đà Lạt để ủng hộ cho nam ca sĩ. Lần này thì Đàm Vĩnh Biệt nên về Mỹ là vừa, và hiện tại cộng đồng mạng đang tẩy chay rất là mạnh mẽ show diễn này. Và khi mà có mặt những nhân vật ca nghệ sĩ bấn bựa có dấu hiệu khuất tất trong việc làm từ thiện, là nay là dù được tráng án nhưng các ca nghệ sĩ này đã bị mất rất nhiều, và nhiều quý vị quý khán thính giả cũng đã quay lưng và tẩy chay. Bản tin Hóng Biến TV ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại!